có một người mẹ phải chống lại kẻ bắt cóc. Tâm thần giấu mặt, nhưng đang ở bên mình, giằng xé giữa tình mẫu tử và đạo đức nghề nghiệp. Làm thế nào để cứu sống con mình? Đón xem Truy Sát phát sóng lúc 19 giờ hàng ngày từ ngày 20 tháng 9 trên TV Star, SCTV 11.